Và nội dung thứ ba trong bài học của chúng ta là vị trí tương đối của hai mặt phẳng ở trong không gian. Với hai mặt phẳng bất kỳ thì chúng ta đã biết chúng sẽ có các vị trí tương đối là song song, trùng nhau hoặc cắt nhau. Vậy nếu thầy cho hai mặt phẳng là alpha và beta có phương trình lần lượt là a1x cộng b1y cộng c1z cộng d1 bằng 0 và a2x cộng b2y cộng c2z cộng d2 bằng 0. Mặt phẳng alpha và beta lần lượt có các vectơ pháp tuyến là N1 tọa độ A1 B1 C1 và N2 tọa độ A2 B2 C2. Từ tọa độ của hai vectơ pháp tuyến này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu vị trí tương đối của hai mặt phẳng alpha và beta. Trên hình vẽ thầy có mặt phẳng alpha beta với các vectơ pháp tuyến N1 N2. Vectơ pháp tuyến sẽ có giá vuông góc với mặt phẳng. Vậy để alpha và beta song song hoặc trùng nhau, các em cho thầy biết vectơ N1 và vectơ N2 sẽ có đặc điểm gì? Alpha và beta song song hoặc trùng nhau khi và chỉ khi vector N1 và vector N2 cùng phương. Cùng phương có nghĩa là vector N1 bằng K, vector N2 với K là một số khác không. Hay thay tọa độ của chúng ta sẽ có A1, B1, C1 sẽ bằng K nhân A2, B2, C2. Như vậy chúng ta đã nhận thấy được mối quan hệ giữa các hệ số A1, B1, C1 A2B2C2. Vậy cụ thể, khi nào thì hai mặt phẳng này song song và khi nào thì hai mặt phẳng này trùng nhau? Chúng ta sẽ quan tâm tới hệ số cuối cùng, D1 và D2. Nếu như D1 bằng KD2, chúng ta sẽ có vị trí đầu tiên hai mặt phẳng alpha, beta sẽ trùng nhau nhân cả hai vế phương trình mặt phẳng beta với số k ta sẽ được phương trình mặt phẳng alpha vậy để hai mặt phẳng song song ta sẽ có điều kiện đầu tiên hai vector pháp tuyến của chúng cùng phương và thứ hai d1 lúc này khác k nhân với d2 chung nhau thì sẽ ra dấu bằng còn song song d1 sẽ khác k lần d2 trên đây là điều để hai mặt phẳng alpha beta song song và trùng nhau và tổng quan lên trong cả hai trường hợp này thì hai mặt phẳng alpha beta đều có cùng vector pháp tuyến và quan sát cụ thể hơn vào các điều kiện này thì nếu bộ ba số A1, B1, C1 tỷ lệ với bộ ba số A2, B2, C2 thì hai mặt phẳng sẽ hoặc là song song hoặc là trùng nhau. Nếu D1 và D2 cùng tỷ lệ đó thì xảy ra trường hợp trùng nhau, ngược lại là trường hợp song song. Vận dụng những nội dung này trả lời ngay cho thầy câu hỏi. Trong không gian OIZ thầy cho mặt phẳng alpha đi qua điểm M và song song với mặt phẳng beta có phương trình 2x trừ 3y cộng z cộng 5 bằng 0 yêu cầu viết phương trình mặt phẳng alpha mặt phẳng alpha đi qua điểm M song song với mặt phẳng beta thì như chúng ta đã nhận xét hai mặt phẳng song song sẽ có cùng vectơ pháp tuyến cho nên nếu các em tìm được vectơ pháp tuyến n của mặt phẳng beta thì ta có thể coi đó là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng alpha từ phương trình này ta có thể quan sát được ngay một vector pháp tuyến của beta đó là vectơ n tọa độ 2 âm -3 1 thầy sẽ chọn ngay vectơ n là vectơ pháp tuyến của alpha thêm nữa alpha đi qua điểm m có tọa độ 0 âm -1 3 từ hai sự kiện này ta có thể viết ngay được phương trình mặt phẳng alpha chính xác 2 nhân với x 0 sau đó cộng với âm -3 nhân với y đi 1 và cộng với z trừ 3. Viết gọn lại, thầy có 2x trừ 3y cộng z trừ 6 bằng 0 là phương trình của mặt phẳng alpha. Cho hai mặt phẳng song song, ta có thể sử dụng vector pháp tuyến của mặt phẳng này. Làm vector pháp tuyến cho mặt phẳng còn lại. Tiếp tục, thầy có ví dụ thứ hai. Trong không gian OIZ, thầy cho mặt phẳng alpha có phương trình 2x cộng mi cộng z trừ 5 bằng 0 và beta có phương trình 4x 6y nz cộng 5 bằng 0. Các em tìm mn để hai mặt phẳng này song song với nhau. Thì điều kiện để hai mặt phẳng song song đó là bộ ba số A1, B1, C1 sẽ tỷ lệ với bộ ba số A2, B2, C2. Vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha bằng k lần vector pháp tuyến mặt phẳng beta và hệ số D1 phải khác k nhân hệ số D2. Ở đây A1 chính là 2 B1 là M và C1 là 1. Tương tự, A2 là 4, B2 là âm 6 và C2 là chữ N. D1 là âm 5, D2 là 5. Ở biểu thức đầu tiên, ta có thể lập thành tỷ số K chính bằng 2 chia 4, cũng bằng M chia cho âm 6 và bằng 1 chia cho chữ N. Hoặc sau này khi đã thành thạo, các em có thể xét ngay K chính là hệ số của X trong phương trình mặt phẳng alpha chia hệ số của x trong phương trình mặt phẳng beta tương tự với hệ số của y và của z. 2 chia 4 bằng m chia âm 6 bằng 1 chia cho chữ n. Và điều kiện thứ hai vẫn là âm 5 khác k nhân với 5. Tỷ số này thì bằng 1 phần 2, do đó ta có thể suy ra m trên âm 6 bằng 1 phần 2 thì m sẽ có kết quả bằng âm 3. Và tương tự n kết quả bằng âm 2. Đây là đáp số của ví dụ số 2. Bên cạnh hai mặt phẳng song song hoặc trùng nhau thì vị trí tương đối cuối cùng là hai mặt phẳng cắt nhau khi nào? Thì ta quay lại với bài toán tổng quát, alpha beta song song và điều kiện alpha beta trùng nhau khi các vectơ pháp tuyến của chúng cùng phương. Vậy hai mặt phẳng cắt nhau. Hai vectơ pháp tuyến của chúng không cùng phương. Vectơ n1 khác k lần vectơ n2. Các em chú ý một lần nữa, điều kiện để xảy ra các vị trí tương đối của hai mặt phẳng Tiếp theo ta sẽ đi vào một trường hợp đặc biệt khi hai mặt phẳng cắt nhau, đó là điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc. Trong không gian thầy vẫn xét hai mặt phẳng alpha và beta, nhưng lúc này hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Thì các em cho thầy biết vector n1 và vector n2 lần lượt là vector pháp tuyến của hai mặt phẳng này sẽ có mối quan hệ gì với nhau? Hai vector đó sẽ vuông góc với nhau. Do đó, điều kiện để hai mặt phẳng alpha beta vuông góc là tích có hướng của hai vectơ pháp tuyến bằng 0 hay a1 nhân a2 cộng b1 nhân b2 cộng c1 nhân c2 bằng 0. Đây chính là điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc. Vận dụng các em trả lời cho thầy câu hỏi tiếp theo. Trong không gian OXYZ thầy cho mặt phẳng alpha đi qua hai điểm A và B. Đồng thời vuông góc với mặt phẳng beta có phương trình x cộng y cộng 2z trừ 3 bằng 0. Yêu cầu viết phương trình của mặt phẳng alpha alpha đi qua hai điểm A và B. Vậy, vector AB và vector N sẽ có mối quan hệ gì với nhau khi mà hai mặt phẳng này vuông góc? Thì để trả lời câu hỏi này, các em tính cho thầy tọa độ vector AB và vector pháp tuyến N của mặt phẳng beta. Vector N, thầy có thể lấy ngay vector tọa độ 1, 1 và 2. Còn vector AB ta sẽ tính được tọa độ là 1, 3 và âm 5. Hai vector này thì không cùng phương mặt phẳng beta vuông góc với mặt phẳng alpha thì vector n sẽ có giá chính xác giá của vector n song song hoặc nằm trên mặt phẳng alpha và vector ab cũng nằm trên mặt phẳng alpha cho nên tích có hướng của hai vector này thầy ký hiệu là vector n alpha n alpha chính là vector pháp tuyến của mặt phẳng alpha kem tính cho thầy tọa độ của vector n alpha sẽ như thế nào nhé chính xác. Vector n alpha có tọa độ 11, âm -7, âm -2. Mà mặt phẳng này đi qua hai điểm A, B. Các em có thể chọn một trong hai điểm này để ta viết phương trình. Ở đây thầy chọn mặt phẳng alpha đi qua điểm A. Thì phương trình của mặt phẳng alpha sẽ là 11 nhân với x 2, sau đó -7 nhân với y đi âm (-1) thành y 1 và -2 nhân với z 4 bằng 0 và viết gọn lại 11 x trừ 7 y trừ 2 z trừ 21 bằng 0 là phương trình của mặt phẳng alpha. Và qua vị trí tương đối của hai mặt phẳng, thầy đã gợi ý thêm cho các em phương pháp tiếp theo để ta viết phương trình của một mặt phẳng sử dụng điều kiện hai mặt phẳng song song hoặc hai mặt phẳng vuông góc. Nếu hai mặt phẳng song song, ta sử dụng ngay vectơ pháp tuyến của mặt phẳng này làm vectơ pháp tuyến của mặt phẳng kia. Còn trong trường hợp hai mặt phẳng vuông góc các em có thể sử dụng tích có hướng của các vector để tìm vector phát tuyến luyện tập về hai mặt phẳng vuông góc song song ta sẽ đến với ví dụ tiếp theo trong không gian oiz thầy cho ba mặt phẳng p q và r có các phương trình khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng đầu tiên p vuông góc với mặt phẳng q và khẳng định thứ hai mặt phẳng r vuông góc với mặt phẳng q khẳng định đầu tiên làm về mặt phẳng p và mặt phẳng q Vector pháp tuyến của mặt phẳng P là 2 1 1 ta chọn ngay vector này. Còn mặt phẳng Q thầy chọn ngay là 4 2 2. Các em có thể thấy được vector nQ thì bằng 2 nhân với vector nP, hệ số âm -4 thì khác 2 nhân với 5. Cho nên hai mặt phẳng P và Q là hai mặt phẳng song song. Khẳng định đầu tiên là một khẳng định sai. Ngoài ra, nếu quan sát trên hình thức đặc biệt hữu dụng cho những bài trắc nghiệm các em quan sát các hệ số của x, y và z trên hai phương trình này. Hệ số của x là 2 và 4, tỷ lệ là 1, 2. Tương tự, hệ số của y là 1, 2, cũng tỷ lệ 1, 2. Hệ số của z là 1, 2. Hệ số x, y, z của cả hai phương trình là các bộ ba số tỷ lệ. Cuối cùng là âm 4 và 5, thì chúng không có tỷ lệ 1, 2, 2 trên 4 bằng 1 trên 2 bằng 1 trên 2 và khác âm 4 trên 5. Do đó, P và Q vuông góc là khẳng định không chính xác. Tiếp theo với khẳng định R vuông góc với Q, các em quan sát mặt phẳng R và mặt phẳng Q, tìm cho thầy các vector pháp tuyến của hai mặt phẳng này nhé. Vector pháp tuyến của mặt phẳng Q là 422, còn mặt phẳng R các em lấy ngay 3 âm 4 âm 2. Sau đó mặt phẳng R và mặt phẳng Q sẽ cắt nhau để xem chúng có vuông góc hay không, ta sẽ xét tích vô hướng của hai vectơ này. Kết quả sẽ là 4 x 3 cộng 2 x 4 cộng 2 x 2 và cho ta đáp số bằng 0. Do đó, khẳng định 1 là khẳng định không chính xác, còn khẳng định số 2 là một khẳng định chính xác.